Xin chào quý khán giả, tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở nhà Tùa Điếc, và đến hôm nay thì anh em đã lên được rất là cao rồi, rất là cao hàng gạch rồi, mọi người nhìn này. Đấy. Thời điểm hiện tại thì là gạch rất là hiếm. Hai xưởng gạch lớn nhất của Yên Minh đều cháy hàng, bởi vì dịp cuối năm ai cũng xây sửa nhiều. Anh em mình nói như vậy để thấy rằng là cái cuối năm nó bận rộn như thế nào. Và hôm nay thì Tam Giác Mạch muốn giải thích với mọi người một chút vài câu hỏi mà hôm trước có nhiều vị khán giả có hỏi là vì sao, thứ nhất là vì sao anh em thợ, vì sao chứ tốt thế mà không để anh em thợ ở cái hiên kia kìa. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai là vì sao không ở nhà của Xính Thọt như đã nói từ đầu. Đấy. Ngoài ra thì bên ngoài lề thì một số bác bảo là thằng Hiệp đua đòi không đúng cách làm tóc xoăn. Thật ra cái này là đi vào quán tóc ấy, bởi tóc Tam Giác Mạch là mỏng này này. Mỏng thì nó nhìn nó rất là đấy, rất là xấu. Thì anh em thợ mới tư vấn là em phải làm như thế này thì nó mới bồng bềnh, thì nó mới ngon. Thế là mình cũng ngu mình làm theo, thế là làm xong thì nó xoăn tít mù. Thì đấy, quay lên các bác bảo là mình đua đòi. Không sao cả. Đây này, đây là chỗ ở của anh em này. Chào Phi Nương nữa. Đây, cái không gian sinh hoạt của anh em thợ đây này. Anh em mình cũng muốn tâm sự những cái lý do mà anh em thợ không ở nhà của Xính Thọt. Thì nhà Xính Thọt đến thời điểm hiện tại là gia đình của anh Thành ấy là cũng chưa chọn ngày để cúng gia tiên, tức nghĩa là gọi bố của em Xính Thọt về để làm, để lập cái bàn thờ, thì gần như là một cái không gian nhà mới. Thế nên là trước khi mà lên nhà mới làm bàn thờ đàng hoàng ấy, thì không muốn là anh em thợ đến ở, bởi vì là mình chưa cúng gia tiên, mà anh em đến ở thì chắc chắn sinh hoạt thì anh em thợ xây thì người ta sẽ có cái phong cách sinh hoạt là rất là thoải mái, thì nó không phù hợp. Đấy là cái góc độ tế nhị thì anh em thợ xây là anh em nói như vậy và anh em không ở. Đấy là bản thân anh em thợ thôi. Đấy. Hôm nay thì lên được từng này gạch rồi mọi người. Vẫn là những anh em quen thuộc thôi, đội thợ của Tam Giác Mạch và có cả thêm chú Vả Sử nữa. Còn anh em nhà, hai anh em nhà Chứ và anh Tủa thì phụ cái phần gạch này. Còn đây bên này anh em sinh hoạt thì vẫn bình thường thôi. Mùa này lạnh nhưng mà vẫn là ok hết. Vật liệu thì đang vẫn là tăng tốc thôi, vẫn là tăng tốc để kịp tiến độ. Còn anh em mình sẽ chia sẻ ít hơn về xin chào, vất vả lắm không? Ừ. Hôm nọ anh quay lên nhiều khán giả bảo là sao thằng Chứ nó tốt thế mà không để anh em thợ ở ngoài hiên ấy, thì bây giờ mình nói thế nào nhỉ Chứ nhỉ? Hả? Bây giờ mình trả lời thế nào cho hợp lý? hôm nay anh mua hơn 3 cân quả cho mấy anh em ăn nhé. Cùng anh em ngồi tâm sự chơi. Anh Tủa không đeo cái mic à? Anh không đeo anh. Ừ. Thật ra là ồn quá, đông anh em ồn thì anh ấy không chịu được. Lúc nào mà anh Chứ bận thì anh ấy đeo, kiểu như là anh em giao tiếp quen đấy. Bây giờ gạch nó cháy em ạ, chứ không phải là chậm đâu, gạch nó nhiều nhà. Tời dưới lên anh ạ. Đấy. Anh em thợ ở bên đấy thì cũng chẳng vấn đề gì. Nhà thì nhanh lắm rồi mọi người. Đây. Anh em mình lên đây chia sẻ tí. Nên đến bấm mi vấn đề mà má. Hả? Vui cười. Nhìn ra vận tải. Thế mà nhiều bác bảo là sao anh em thợ không ngủ bên này. Ngủ hiên đây này. Đấy. Đấy là một lý do, thứ hai là cũng bất tiện tí. Nhà nhiều vấn đề. Anh Sen nhỉ? Nếu mà anh ngủ ở ngoài hiên này thì anh thấy có cái bất tiện gì không? Không phải, tại nhiều khán giả cứ bảo là Chứ nó tốt mà không cho anh em ở ấy. Vừa xi măng là xe cổ. Đấy. Cỏ trâu cỏ bò đi lại đi lại là chị em. Đấy, 6 người. Đàn ông thì xòe xòa thôi đúng không? Ừ. Đàn ông thì xòe xòa thôi mà chị em. Đấy là như vậy thôi, còn Tam Giác Mạch thì xin được
trả lời lại những cái quý khán giả một chút về cái thắc mắc là không phải em chứ không cho ở đâu. Mọi người có nhìn một cách không tổng quan đây này, đây là cái khu sinh hoạt của gia đình, là băm rau lợn, nghiền bột ngô để ăn, băm rau lợn, băm rau bò. Đấy. Còn góc chỗ Quyết đang quay ấy thì là để xi măng tập kết rồi. Ngoài ra thì còn là nơi để xe cho nhà em chứ là hạ một cái xe. Rồi anh em thợ nữa thì cái không gian này nó không đủ. Thứ hai là ở nhà em chứ thì chưa có nhà tắm. Chưa có nhà tắm. Thế nên là vợ của em chú thì với cả mẹ thì nhiều lúc là cũng sinh hoạt ở bên này, góc bên này này. Tắm ngoài trời thôi. Thì mình đóng cửa vào là mình tắm ngoài trời này. Đây những cái bất tiện. Thứ ba nữa là buổi sáng ấy thì nhà chú thì dậy sớm hơn. Bởi vì nông thôn mà. Bà con người Mông thì 4 giờ người ta đã dậy nấu cám lợn rồi. Thì nếu mà 4 giờ mà dậy nấu cám lợn ở đây nghiền on thì anh em thợ cũng không ngủ được. Thợ xây thì người ta phải 6 giờ thì người ta mới dậy. Một trời mùa đông thì 6 rưỡi người ta mới làm mà, nên là 6 giờ người ta dậy chẳng hạn. Thì đấy là những cái bất tiện tiếp theo. Rồi là như lúc nãy các anh nói đây là đây là khung sinh hoạt gia đình, đi đi lại nhiều cũng ngại. Nấu nướng cũng rất là bất tiện, bởi vì nấu ở đây thì đây ngay chuồng bò đây rồi cũng rất là bất tiện. Đấy là những cái lý do mà anh em mình kể ra thôi. Còn thật ra là cái mục đích chính ngày hôm nay vẫn là để truyền tải về cái tiến độ của căn nhà anh Tủa Điếc. Đấy. Nhà anh Tủa Điếc thì bây giờ rất là ngon rồi. Bây giờ Quyết phải di chuyển lên khu vực cao trên kia thì mới thấy được tiến độ đến đâu rồi. Cần xây bò mi cơ mà khó khăn mà. Bò mi vật liệu nó. Đây à đây để gạch chờ hết là đều rồi. Có nối mạch như đây là ngon. Hào thì có bó mi cách thì phải tăng đỡ vàng âu. Bườn tốt thì xé đều lại phải từ từ thôi. Thì mới bảo thì phải chạy cả nhà anh Duy nữa mà. Bây giờ là nó lên một xe nữa. Đây là được à. Một ngày nhỉ, hôm nay ngày thứ hai. Ngày thứ ba. Ngày thứ ba rồi. Rằng móng thì vẫn tương tự như vậy thôi. Và các cái, tóm lại là cái công trình thì nó cũng sẽ tương tự như các cái căn nhà khác. Tuy nhiên thì những cái đóng góp của bác Vĩnh ấy là mong muốn anh em mình ấy là làm cái cửa sổ ấy thì nó hoa văn hơn một chút. Tuy nhiên thì bây giờ nó cận Tết quá rồi, các cái xưởng gia công, cái xưởng thi công về cái cánh cửa để hoa văn ấy thì nó không nhận làm nữa, phải ra Tết cơ. Thế nên là cũng sẽ bất cập một chút. Rất may là em Tủa với hàng xóm là đã hộ nhau xây cái bể nước rồi, nước sử dụng thoải mái luôn. Còn đối với cái bếp này thì so với các nhà khác thì là thụt vào khoảng 20 phân. Bởi vì là tao dâm mạch muốn là sau này làm xong ấy thì cái khu này, cái khu hành lang này đi lại này. Bởi vì là ở đây mấy nữa sẽ thêm một cái ống khói bếp to lên nữa thì cái hành lang này nó sẽ rộng hơn. Thì khi mà thiết kế cái lan can thì các cháu chơi nó cũng sẽ thoải mái hơn. Đây, nó chơi nó sẽ rộng rãi hơn. Đó. Thì tận dụng hết cái diện tích rồi, như mọi người nhìn thấy thì chỗ này đóng thêm quả ống bếp lò vào nữa là bên này là hết luôn. Còn đây là khu bể phốt để anh em mình nối ống từ trong nhà tắm, nhà vệ sinh ra thì vẫn tương tự như vậy. Và mái vẫn lợp tôn lạnh và vẫn làm lợp bờ lô ở bếp. Đó. Tóm lại là rất là cảm ơn những cái sự đóng góp của mọi người về cái mẫu nhà để anh em mình hoàn thiện hơn nữa. Thời gian này thì anh em là đang triển khai hai căn nhà liên tục nên là rất nhanh thôi, rất là nhanh. Đến ngày hôm nay là ngày thứ ba là mọi người đã nhìn thấy tường nó như thế này rồi. Còn là những cái ngày mà anh em đổ răng móng rồi là bắt đầu lên hàng gạch đầu tiên thì tao dâm mạch cũng không chia sẻ, bởi vì thật sự là cũng chẳng có gì để chia sẻ đâu. Còn những cái góp ý, những cái thắc mắc của mọi người về vì sao em chứ không cho ở thì mọi người có hiểu cho chứ nhé, không phải chứ không cho ở mà là anh em thợ người ta không ở. Rồi là nhà xính thọt thì cũng từ lý do đấy mà anh em thợ không ở. Ở bên này thì sinh hoạt đây này, mọi người nhìn này,
sinh hoạt rất thoải mái. Anh em nấu ăn rồi là ở mấy con người ở đấy thì thoải mái. Thích hò hét thế nào thì hò hét, uống rượu uống đến mấy giờ thì uống thì thoải mái, không làm phiền đến gia đình bên này. Bên này thì mẹ với bố của em chứ cũng lớn tuổi rồi nên là cái giấc ngủ nó rất là quan trọng. Đây, nước sinh hoạt thoải mái, anh em tự tắm ở đây, mấy ông con trai tự tắm ở đây tẹt ga. Đó, nó là như thế. Thì đấy là trả lời thắc mắc thôi. Còn không phải là anh em mình đến đây để phân minh hay là phân trần hay là mất thời gian để giải thích với mọi người, thực tế chia sẻ về cái nhà thì cũng không có gì cả, bởi vì cũng chỉ là mấy cái mạch gạch mà anh em làm thôi, chỉ là cái tiến độ đến đâu rồi và có kịp làm Tết không đấy. Chỉ trong nẻ mùa tài rồi đó, bây giờ chỉ tao muốn á, mùa chi tổ thua chi tổ. À vô. Mua bảo được nhiều thế ạ. Ờ. Chỉ vô nhẹ, bảo được nhiều. Ờ. Nhìn đi, ô tái thì mình nhiều tổ là thế nhiều. Ờ, ô lý mà ô mua ô tổ nhiều lắm. Ô tổ mà. Ờ, ô tổ nhiều chi tổ chi. Nhiều số chi được chi nhớ tổ chi mà. Ừ. Nếu mà mọi người còn nhớ thì giờ này năm ngoái, Tam Giác Mạch chuẩn bị kết thúc nhà của em mua rồi là anh Vừ chủ đất và chị Sùng. Thì cho đến thời điểm hiện tại Tam Giác Mạch vừa hỏi vui chú Sáu Và, à không ạ, chú Và Sự, bố của chị Sùng Câm Điếc ấy, thì hiện tại là có 10 con dê, 10 con, nhưng mà 5 con là đi đổi con bò rồi đúng không? Đi đổi con bò về nuôi và con bò đã đẻ một con, bây giờ là 2 bò và 5 dê. Đấy là sự phát triển kinh tế của chị Sùng. Nếu như một ngày gần nhất anh em mình đến cũng sẽ đi vào đấy để chia sẻ mọi người một hoàn cảnh Câm Điếc và có 2 đứa con, chồng thì mất và nhà chồng đuổi về với ông bà nội ông ngoại thì được giúp đỡ như vậy. Anh em mình trao đổi một chút, chú Vả Sử thì cũng được anh em chợ tin tưởng là ở cái vị trí là phụ nên là đưa đi, và một là kiếm tiền, thứ hai là cũng để nâng cao tay nghề. Đấy. Ngoài ra thì anh em làm việc với nhau có sự kết nối rồi thì cũng sẽ dễ hơn. Đó. Đấy là một, thông qua video này mọi người cũng có thể nhìn thấy được, nghe thấy được cái sự phát triển của nhà chị Sùng như thế nào. 5 dê đối với bà con nông dân trong một năm. Ban đầu anh em mình mua là 3 con dê mà trong một năm đẻ được 7 con dê mà đổi lại được một con bò để nuôi thì thật sự rất là tuyệt vời. Trên này số 2 chị em thì gần như là không có chi đất này, mua máu này hết. Máu này cũng sâu, anh phải dầm lên 20 cân màu cả. Ăn cơm ngựa hận sáng cao nhau khi á sống móng xà ấu nam hồ ăn hồng ăn thay sống ăn bể khuôn nó đúng đang sống sáng tốt tẻ cơn mi chát lên tập phiến đi. 4 ngày thì xong hết nhỉ. Cách thuần túng thì có bom mi phải tăng đất vang ấu phải phụ thuộc thôi, xe thì cũng có nhiều thôi nhưng mà anh em làm ăn nó không hợp ý. Mình chỉ thích những người mà làm việc hợp ý thôi. Là nó trở thành một cái tổ hợp như kiểu nhà xính với nhà thợ đấu ấy. Nhưng mà đang lo nhất là thiết kế làm sao để nó khách quan từ bên kia nhìn sang đẹp mê ly luôn, sau này người ta học tập luôn. Còn như nhà của bó đấy nhỉ, làm cái cột ở trong bếp này dựng lên phát. Cột này nếu mà như nhà bó cái anh đâu dựng... anh tưởng là cột bê tông. Không, bê tông các cụ không xuống được, người Mông nó nói thế. Nhưng mà phải làm cột gỗ. Ừ. Chứ ạ. Mấy nữa cứ làm cái cột gỗ ở trong bếp nó như lên này. Hôm nay anh đi nhà của anh bó ở trong Lũng Hồ họ cũng làm thế mà. Cái cột phong tục ấy. Ở trong bếp thì bình thường cái cột của bọn em ở đây đúng không? Nó phải có cái cột ở đây đúng không? Nếu mà là 2 cột thì 1 cột đây, 1 cột đây. Còn 1 cột thì ở đây? Vâng. Đấy, thế thì làm một cái cột. Cột chính là nằm ở đây. Thế Mông ở Lũng Hồ nó lại bảo cột chính ở đây là thế nào nhỉ? Tùy theo từng họ hàng. À. Họ với lại Mông ở từng nơi một nữa. À, thế nhỉ? Họ nó làm khác một kiểu. Nhưng mà Mông ở đâu thì cũng đều có Mông đúng không? Vâng. À, đấy. Người Kinh cũng có Mông. Thế là giống nhau nhỉ?
đẹp quá rồi, tốc độ nhanh rồi. Quá nhanh. Hai ngày nữa là nếu gạch liên tục là hai ngày nữa anh em xong rồi đó, bắt đầu là chắc. Có thể tối nay anh sẽ lấy diện tích luôn, xong anh gọi tôn với sắt lên luôn cho nó nhanh. Đấy. Ừ. Thật ra là bây giờ cuối năm ông nào cũng chạy thôi. Khó lắm, người ta đồng ý chở cho mình là mình đã vừa mừng lắm rồi. Với lại gạch cuối năm bây giờ các cái xưởng gạch nó khô không kịp nhá, chơi nay chịu. Bình thường nó từ khoảng 7 ngày là nó khô một mẻ rồi, nhưng mà bây giờ thì tầm 10 ngày. Xi nhiều thì tốn kém, mà không xi nhiều thì lâu khô. Thế xong anh em nghỉ ăn quả nhá, có mua ít quả thôi. Còn ăn gì thì cũng phải đề xuất mới biết mang lên được. Đi đi chương trình từ tối hôm qua rồi, từ Du Tiến ra thôi. Đấy, mấy nữa lan can vẫn rộng thoải mái mà. Đây này, lan can ở đây. Cái không gian mà ở ngoài hiên của Tùa Điếc ấy mọi người ạ, thì vỏn vẹn là khoảng 1,5 mét thôi. Nhưng mà cũng đủ rồi, cũng thoải mái rồi, cũng đẹp rồi. Bột hay là gạch hay là tất cả mọi vật liệu chuyển lên đến đây cũng vất vả đấy. Vất vả, ngày xưa điệu như thế. Thì thường em thấy chắc là đi làm nhà chỗ đấy, họ không thích giao trong tay, thích đi tay mò thôi. Nóng, nó ra mồ hôi. Các bác cứ bảo là cho nhiều lắm rồi chắc không đeo nhỉ. Đây là bưởi hay chanh? Chanh, cây này cây chanh. Cam sành Hà Giang. Tiếp tục gạch thôi. Đây. Móc rồi. Kiểu nhiều người cả giao tiếp không quen ấy. Điếc. Không phải một tai ông điếc đâm ra tai bên còn lại nó cũng sẽ bị nặng. Kiểu là nó đấy, âm thanh nó không đều ấy. Nhưng mà khi đeo thợ thính vào thì ông ồn quá, anh em mình nói như này ông ồn ông không chịu được. Thì ông lại bỏ ra. Nó kêu to lắm anh ạ. Thôi. Tránh ra thôi, cho anh em làm việc thôi. Nên quay một đoạn khoảng 3 phút đi. Một xe nó gần 2 tiếng mới xong đấy nhỉ. Đã. Một xe phải kéo tầm 2 tiếng nhỉ. 2 tiếng đó. Đấy đó. Liên tục thì hết. Ừ. Mệt thì hết đi. Đấy. 2 tiếng đấy. Đêm lại khó ngủ. Sáng hôm sau dậy nhức hết cả người. Sáng. Luyện cơ bóp một tí. Lâu lắm là không gặp chú Vạt Sử rồi. Đây vận chuyển gạch kéo từ dưới này lên. Còn dùng xe rùa chở đây lên là rất là dốc nên là hơi khó.
có cái dòng dọc ở trên kéo lên nó nhẹ hơn. Dạ. Có cái dòng dọc ấy, kéo thế này rất là nhẹ. Có cái bu lì ở đây thì kéo này dễ, mỗi lần 3 viên cũng được. Đào vừa ít kẹp mà, khó khăn đào mới ngách quá. Nó có ngon rong phủ á. Hôm nay thần sáng lên rong kiểm tra phân phê trắng nó. Tà rái nó. Đây. Cái bên nửa nào? Ăn rồi mà đang loan là mừng cái gì? Tại nó. Tại nó. Cái nó nói gì nữa. Cần hợp tác vào chứ. Nó biết mình đồ hẳn. Xây khoảng 2 ngày nữa xong rồi. Nhìn là rộng là bằng nhà của em Xính. Ôi sợ. Luyện cơ bắp một tí. Đây luyện một ngày là cũng quên ở đâu cơ bắp nữa. Sáng dậy cơ. Đau lắm đấy. Bây giờ làm thì vẫn kéo là làm mệt đấy. Quên rồi nhưng mà hơi đau lưng nghe. Quý nhiều ấy. Quý nhiều cũng hơi đau lưng. Sinh hoạt là chị này thì chị ở bên kia, tức nghĩa là sang bên này để nghiền ngô nhờ. Đấy. Nếu mà anh em thợ ở đây thì thật sự là không gian nó không đủ. Đây thì phải cất xi, bởi vì nếu không cất xi ở đây thì nó sẽ mưa hỏng xi thì chết dở. Đấy, còn đây là xóm sang nghiền ngô nhờ này. Đấy. Thật ra là anh em mình cũng muốn giải đáp những cái thắc mắc của mọi người thôi. Còn đến này thời điểm ngày hôm nay thì nhà anh Tủa đã rất là ngon rồi. Lên được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hàng thứ 10 rồi. Nếu mà nhanh thì 2 ngày nữa là anh em cất nóc xong và bắt đầu chát rồi. Thì kịp thì cứ lợp xong chát, còn không kịp thì chát xong lợp. Bởi trời này nó không mưa đâu mà, nó chỉ nồm nồm thôi. Nó có mưa thì nó chỉ mưa phùn, nó làm được. Ừ. Ở đây thì nó là như nó cứng hơn, nó thấp hơn. Đây, bác cho quả. Đây, xin lòng. Đấy, đùa. Đấy. Đâu hả? Người ăn quả. Thảo đây à? Hả? Thảo đây à? Không phải, bây giờ con Tủa là xong nhà thì đeo trợ thính vào hông là tập cha chê đi. Để còn đưa đón con đi học. Nhá. Con cha chê thì bao giờ? Mua luôn đi mà ca cha xem à. Mua luôn mà, mua nhiều chào mà. Ca cha tao. Ca cha mà, nhiều chào gọi con. Cái nữa cà cháo. Ừ, phong mà cà cháo thì phong mà chỉ cà cháo.
Ông với ông này mà biết đi xe là ông cũng đều tính đi đấy. Đúng rồi, là cái tai hỏng khổ lắm. Cố gắng nhá, cố gắng là cùng anh em để giúp đỡ anh em. Để làm nhà mình mà mình lại ngồi chỉ đạo thì không vui. Thế để làm để cùng ua thì mới nhung nhung. Nơi đây này lao vào cùng nhau làm là con người mình biết quý vui mà ai nhỉ, khi mà mình làm nhà nhá mình cùng làm luôn. Có gì khó khăn đâu em? Không anh. Từ lúc làm giờ không có gì khó khăn đâu gì. Vâng. Ví dụ vật liệu các thứ thì anh thì thật ra là lên thì cũng thêm người thôi, chứ không giải quyết được thì anh cũng lên chỉ để chia sẻ thôi. Vâng. Nên là có cái vấn đề gì thì gọi điện cho anh. Để anh điều anh em là sở vật liệu luôn. Vâng. Hoặc là tiền. Anh ơi hôm nay có một người đến giúp chẳng hạn là muốn mâm cơm mời người ta chẳng hạn, cứ bảo để anh khác linh hoạt cho. Nhá. Còn ở đây thì anh em mình nói thật là em Chứ đã lo được rất là nhiều rồi. Thì từ tất cả mọi thứ, nên là mọi người bảo là không ở đây thì nghe đã không đúng lắm. Bây giờ anh em ở đây mà sáng 4 giờ mà là nghiền rau lợn rồi anh em cũng chẳng ngủ được. Hoặc là đêm anh em uống rượu đến 9-10 giờ thì ông còn ngủ thì cũng không được. Đây ông già tuổi thì ông còn đang đi lấy củi lấy cỏ kìa. Cùng với hai đại ca đi lấy cỏ kìa. Cái đòi ông đưa đi xuống như một con. Đôi này thích ông hơn cả bố này, chán nhỉ. Thật ra là quen hơi ai thì thích thôi. Nhất là đứa bé kia nhỉ. Ở với anh suốt này, chỉ theo ông. Không có ông là không chịu được. Ván mẹ là phải có ông. Ây dưa đấy, các bạn ở trên vùng cao là từng này đã phải tập đi lấy cỏ rồi. Lên đây bố bổ quả cho ăn nha. Bé tí cũng điệu một tí cũng phải thích như thế nhỉ, trẻ con phải như thế nó vui. Lấy rau rồi nhỉ? Ừ. Ây dưa, dành chê. Lo những cơ để rau rồi kìa. Lo những cơ để rau rồi. Có một này đâu thế lơ. Tôi hết rồi nhờ. Được hai miếng, nhờ được hai miếng bò nhai. Một chế lâu, một chế lâu. Tạ đấy chị. Nhà tì à? Vâng, nhà tì đâu đấy. Nhà ngay đây dùng chung điện đấy. Ừ, biết rồi. Nhà đây cái dây điện vàng này. Vâng. Dùng chung điện à? Anh vừa đi xây nhà này anh cũng chưa nấu được điện nên là. Đấy là anh thứ hai à? Không, anh con chú. Ôi cẩn trọng gì? Bây giờ hạ thêm một công tơ nữa thì cũng là ngon đấy. Mình chưa tách nhưng mà bắt buộc phải hạ. Cái này không hạ không được. Lần đầu đi nè. Đấy. Đúng rồi. Lâu dài được. Bồi cho con ăn. Quả vàng mới ngọt. Ăn một giờ. Ăn một giờ chơi. Chơi giờ một quả đi. Để bổ hai ông cháu. Đi em ơi. Ăn một giờ chơi. Ấy em ơi. Đại diện bài mà lơ. Thời tiết này thì con nó lại cho nghĩ số liệu xem 7m bao nhiêu, 7m bao nhiêu để lấy tôn nhé. Số liệu anh ghi vào không quên đấy, đến lúc hỏi không nhớ. 7m7 nhân với 5m67 thì tính 5m7 luôn. Diện tích cố lắm rồi, nếu mà làm to nữa thì bếp không được và hành lang không có. Bây giờ nhìn ngồi góc này nhìn hành lang to rộng rãi, mấy nữa là lan can và các cháu tha hồ mà đu mà đưa. Lan can nữa làm xung quanh hết nên là không được. Đẹp mà, mấy nữa làm xong khắc đẹp hết. Bây giờ lên gạch thì tường nó xấu xí thôi chứ còn chát vào sơn lên mái tôn lạnh các thứ nữa ngon lành luôn.
Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của quý khán giả thì hiện tại bên cạnh sản phẩm mật ong hoa bạc hà, cao nguyên đá và mật ong rừng tự nhiên thì Tam Giác Mạch có thêm một sản phẩm nữa, đó là quả dứa rừng khô. Đấy, có tác dụng là chữa sỏi thận này, viêm gan này, xơ gan này, men gan cao này, chức năng gan và thận kém. Ngoài ra thì sản phẩm chè do chính nhà chị gái Tam Giác Mạch sản xuất cũng có cung cấp cho cô anh chị và tất cả mọi người. Ngoài ra sản phẩm chuối hột rừng là một cái sản phẩm rất là có nhiều công dụng, chữa sỏi thận, bàng quang, sỏi tiết niệu, đặc biệt là chữa huyết áp cao và chữa bệnh gút.